là vui mừng khi ông Putin sang Việt Nam, và vì ông ấy rất là tài giỏi, một lãnh đạo của tầm cỡ thế giới, rất là tài giỏi, rất là ngưỡng mộ ông ấy. Tôi luôn luôn trong trái tim cá nhân tôi cũng như là thành một thành viên người Việt Nam, tôi luôn luôn kính trọng và yêu quý Putin. Khi ông Putin sang Việt Nam thì đấy là một cái mở ra một cái trang mới cho cái đất nước Việt Nam, và cũng mong rằng tình hữu nghị giữa hai nước là càng ngày càng gắn bó, khăng khít với nhau hơn nữa. Ông Putin sẽ làm gì trong chuyến thăm Việt Nam? Không được mời tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Putin ngay lập tức sẽ thực hiện chuyến công du tới Việt Nam. Liệu trong chuyến công du này, người đứng đầu Điện Kremlin sẽ thực hiện những tính toán gì? Mối quan hệ Nga-Việt sẽ ra sao? Những chính sách ngoại giao nào sẽ được ký kết? Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi ông đắc cử Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024 đến 2030 vào hồi tháng 3 2024. Trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin đã có 4 lần sang thăm Việt Nam trong các nhiệm kỳ của mình. Lần thứ nhất là vào tháng 3 2001, ông thăm chính thức Việt Nam, trong chuyến thăm hai nước đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Lần thứ hai vào tháng 11 năm 2006, Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam sau khi tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2013, ông Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Nhân chuyến thăm hai nước đã ra tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lần thứ tư vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Số 30 năm hai bên ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga 1994 đến 2024. Ngày 30 tháng 1 năm 1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 16 tháng 6 năm 1994, Việt Nam và Liên bang Nga ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, Việt Nam và Nga ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, Việt Nam và Nga ra tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Nga tổ chức năm chéo Việt, Nga năm 2019 và 2020 nhân 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị 1994 đến 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950 đến 2020. Quan hệ chính trị Việt Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên duy trì nhiều cơ chế phối hợp và đối thoại như đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng an ninh thường niên cấp thứ trưởng thường trực ngoại giao, đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng quốc phòng. Ngoài ra, hai bên tiến hành tham vấn chính trị thường kỳ cấp thứ trưởng ngoại giao và cấp cục vụ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bộ ngoại giao. Hai bên đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, ARF, CICA. Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC, sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông, COC. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezhetkov. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, luôn theo dõi sát tình hình và ủng hộ Nga phát triển ổn định. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga thời gian qua trên tất cả các kênh và các lĩnh vực hợp tác, vui mừng với việc kim ngạch thương mại song phương thời gian qua tăng đáng kể, cho rằng hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại đầu tư, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước tin tưởng thông qua các cơ chế song phương hiện có, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đại sứ Gennady Bezetko bày tỏ nhất trí với những đánh giá của Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ giữa hai nước thời gian qua, khẳng định cá nhân đại sứ và đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế thương mại, quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí với đại sứ Gennady Bezetko về việc quan hệ Việt Nam-Nga có lịch sử lâu đời. Hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và đạt được nhiều thành tựu to lớn, cũng như nhận định chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên thống nhất các cơ quan hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Người Hà Nội chào đón lãnh đạo thế giới, Putin trước chuyến thăm dự kiến. Người dân Hà Nội hôm Chủ nhật 16 tháng 6 cho biết rất mong được chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam trước chuyến thăm 2 ngày của nhà lãnh đạo tới quốc gia Đông Nam Á này trong tuần này. Các quan chức cho biết, trong chuyến đi nêu bật lòng trung thành của Việt Nam do Cộng sản cai trị đối với Nga, ông Putin sẽ gặp tân Tổng thống Việt Nam Tô Lâm và các nhà lãnh đạo khác tại Hà Nội từ thứ Tư 19 tháng 6 đến thứ Năm 20 tháng 6. Một số người dân Hà Nội bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Nga và hy vọng mối quan hệ giữa hai cựu đồng minh trong chiến tranh Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. Cùng với Việt Nam, ông Putin cũng dự kiến thăm Triều Tiên, một người bạn lâu năm khác của Nga. Nhà lãnh đạo Nga hiếm khi ra nước ngoài kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine vào đầu năm 2022 và bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tuyên bố là kẻ truy nã vào tháng 3 năm ngoái. Tôi rất là vui mừng khi ông Putin sang Việt Nam và vì ông ấy rất là tài giỏi, một lãnh đạo của tầm cỡ thế giới, rất là tài giỏi, rất là ngưỡng mộ ông ấy. Liên Xô tan rã và sau đó là Tổng thống Putin lên thì từ ngày Tổng thống lên nắm chính quyền, từ đó tới giờ hầu như là liên tục thì tôi thấy nước Nga đã phát triển rất mạnh. Cái tâm hồn Nga nó tuyệt vời lắm, nó rất là nhân nhuyễn, nó là tình cảm và sự yêu thương, hòa bình. Thế thì Putin trong những năm tháng gần đây lại tín nhiệm rất cao đối với nhân dân Nga. Tôi luôn luôn trong trái tim cá nhân tôi cũng như là thành một thành viên người Việt Nam, tôi luôn luôn kính trọng và yêu quý Putin. Putin đi qua là một điều rất là thú vị và mong muốn ông nhìn được những cái đồ sản phẩm của mình bán tại Việt Nam và được người Việt Nam rất yêu quý sản phẩm của Nga, rất tốt. Khi ông Putin sang thăm Việt Nam thì đấy là một cái mở ra một cái trang mới cho cái đất nước Việt Nam. Và cũng mong rằng tình hữu nghị giữa hai nước là càng ngày càng gắn bó, khăng khít với nhau hơn nữa. Đội ngũ những người thực hiện báo tin tức xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành trong bản tin hôm nay. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào trong tương lai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.